Đột quỵ tim ngày càng phổ biến, bệnh nguy hiểm vì diễn biến âm thầm, phát bệnh bất ngờ và gây tử vong bất cứ lúc nào. Làm thế nào để phòng ngừa, quá trình chữa trị và phục hồi của bệnh ra sao? Mời quý vị theo dõi phần 2 cuộc phỏng vấn với bác sĩ Trần Văn Sáng, nhiều chục năm tích cực vận động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiện đang hành nghề tại bang Virginia, Hoa Kỳ. Đột quỵ tim, thưa bác sĩ, mình thấy đột quỵ là sợ rồi. Thấy chữ đột là thấy rất là đột ngột rồi. Nhưng mà thưa bác sĩ, cũng xin bác sĩ giải thích thêm cái biến chứng, cái tai hại của cái căn bệnh gọi là đột quỵ tim như thế nào? Thì cái đột quỵ tim thì cái nguy hiểm nhất là người đó sẽ chết tại chỗ thôi. Tại vì nếu một cái mạch máu nó nghẹt hay là hai cái mạch máu nó nghẹt và cái vùng tim đó nó bị chết hẳn đi đó, thì nó gọi là infarction, tức là cái vùng mô nó chết đi. Thì thường thường nó không có nếu không cứu được thì không hồi phục lại được. Và lúc đó tại vì cái vùng tim nó chết, nó làm xáo trộn cả cái nhịp tim, và cái nhịp tim lúc đang bình thường thì nó có thể là đập quá chậm và người bệnh sẽ không có đập chậm trở lại nữa, hoặc là đập quá nhanh đưa tới cái tình trạng như thế này, tại nó không còn kiểm soát nhịp tim nữa, thì cả hai trường hợp đều đưa đến tử vong hết. Trường hợp đột quỵ mà may mắn, nếu mà người bệnh bị đột quỵ nhẹ thôi, tức là chỉ một cái nhánh của cái bốn ba cái nhánh chính của cái tim và một cái nhánh phụ đi dòng phía sau mà nó chỉ nghẹt một phần nào thôi đó, thì người bệnh vẫn còn có thể tồn tại được và họ có thể đưa tới bệnh viện. Và thường thường thì trong cái bệnh viện người ta tìm cách người ta thông được cái mạch máu bị nghẹt đó, thì đa số sẽ sống lại, gần như là hồi phục, gần như bình thường, dù là nó không bình thường sáng. Còn có những trường hợp bác sĩ đã thấy là người bị đột quỵ, đặc biệt ở tại Hoa Kỳ, thì tại cái hệ thống cấp cứu họ rất là nhanh. Thành ra nếu mà họ bị cơn đau cấp tính mà khó thở, họ kêu 911 thì thường trong 10 tới 15 phút họ được vào bệnh viện. Thì ở tại Hoa Kỳ nó có những cái nhóm bác sĩ chuyên viên họ đối phó với những đột quỵ gọi là heart attack, một cái team của họ giống như là đột quỵ do não, họ cũng có một cái nhóm chuyên viên để mà cái xe cứu thương họ báo trước. Hồi đó là tôi có, hiện nay tôi có một cái người bị đột quỵ, tất cả phải chẳng sàng, thì tất cả người bác sĩ đều có mặt đó sẵn sàng hết. Và nếu mà họ thấy người này cần phải dùng cái phương pháp nào để mà thông mạch máu đó, kể cả mà máu tim hay là máu trên đầu, họ đều làm được hết. Thì trong vòng 3 tới 4 tiếng đồng hồ là lý tưởng nhất, thì có thể cứu sống người đó. Trong 4 tiếng đồng hồ đầu là rất quan trọng, người ta gọi là giờ vàng đó phải không bác sĩ? Thì giờ vàng ngày xưa thì là 6 tiếng, nhưng mà hôm nay thì người ta thu lại. Nhưng mà thực sự đối với chúng ta thì cũng phải tùy theo những cái trung tâm nữa. Cái Hoa Kỳ không phải là nơi nào cũng có những cái trung tâm để làm ngay chỗ đó. Hay là không lúc nào cũng có những cái nhóm đặc biệt để chuyên trị những cái đó. Bởi vậy chúng ta ở những cái trung tâm lớn, thị trấn lớn thì chúng ta có đầy đủ. Còn nếu mà ở vùng thôn quê hay dùng làng xưa thì họ vẫn phải di chuyển bằng trực thăng đến những trung tâm lớn. Thưa bác sĩ, như vậy thì cái cách xử trí một khi một bệnh nhân đột quỵ tim thì điều gì cần phải lưu ý đầu tiên và nên xử trí như thế nào? Cái điều quan trọng nhất đó là trong bất cứ tình huống nào, ở ngay cả vị trí nào, mình đi làm ở nhà hay là lái xe, cái điều quan trọng nhất là ngừng lại, kêu 911 nếu mà tại Hoa Kỳ. Còn ở Việt Nam thì bác sĩ không có hiểu được cái cấp cứu như thế nào. Nhưng cái điều quan trọng nhất ở Việt Nam, nếu mà mình gần bệnh viện nào đó thì mình đến ngay. Nếu có cơ hội để kêu cái xe cứu thương, kêu ngay, nhờ người nhà kêu ngay. Đó. Thì hiện nay thì một số người ta vẫn còn khuyến cáo là nên dùng một cái viên aspirin. Nếu có, nhưng mà không phải ai cũng có. Thì ra thường thường những người cứu thương họ đến, họ cho uống trước. Aspirin, một viên aspirin. Ngay lúc đột quỵ là uống ngay hả bác sĩ? Nếu còn tỉnh táo, còn có thể nuốt được, có thể uống được thì mới sử dụng được. Còn nếu mà đột quỵ mà nằm đó mà không có biết gì cả thì không nên làm gì hết. Giống như lần trước chúng ta đã bàn đó. Thì cái aspirin sẽ giúp cho cái hệ thống mạch máu tương đối nó loãng hơn chút xíu. Để mà dễ dàng cho cái nhóm cấp cứu vì sao tại bệnh viện họ làm. Trong lúc chờ xe cấp cứu tới đó, người nhà bệnh nhân có nên làm những cái gì khác, xoa dầu, cạo gió gì không ạ? Không có xoa dầu, tại vì người ta vẫn tưởng là xoa dầu sẽ kích thích cho người bệnh nó tỉnh lại. Nhưng mà thực sự cái điều quan trọng nhất mà chị thấy ngay cả Hoa Kỳ cũng chưa có, dù là cái hệ thống mạng lưới y tế của họ rất là cao, nhưng cái điều quan trọng nhất là mỗi người chúng ta phải học cái cách hồi sinh cấp cứu. Một cái động tác rất là nhỏ sẽ giúp cứu sống người đó. Hiện nay trong tất cả những cái vị trí quan trọng, những cái cơ sở của Hoa Kỳ, kể cả phi trường đều có những cái bộ phận để mà
để mà giúp hồi sinh lại nếu bệnh nhân nó ngừng tim. Thì họ có những cái máy gọi là shock để mà giật cái tim để cho cái tim nó đập lại. Còn nếu mình không có những điều kiện đó thì điều quan trọng nhất là chỉ biết cái cách nhồi tim và giúp thở thôi. Sơ cấp cứu. Cấp cứu đó là cách đơn giản nhất, dù là mình, gia đình của mình, cha mẹ của mình, hay là vợ chồng, hay là những nhân viên mình làm, mình thấy nó đột quỵ, cái chuyện đầu tiên nhất là làm thế nào để cho người đó tiếp tục được tồn tại cho tới khi xe cấp cứu nó đến để giúp cho mình. Bằng cách là giúp thở và nhấn cái tim để cho cái tim nó tiếp tục được làm việc chứ nó không có ngừng lại luôn. Một khi bị đột quỵ đó mà được cứu chữa rồi thì cái tỷ lệ có thể tái phát cao không? Vẫn có, tại vì cái cách pháp chữa của mình là gì, thường thường đi họ, nếu mà máu nó có những máu chín, nếu mà máu chín nó nghẹt đó thì người ta sẽ nông cái mạch máu đó và để một cái lưới nhỏ vào trong gọi là stent. Stent tức là một cái ống, chúng ta tưởng tượng một ống nước chúng ta ở nhà nó nghẹt, thì khi chúng ta thông rồi đó thì nó có thể nghẹt lại. Thì làm cách nào cho nó được nghẹt lại thì họ bỏ một cái lưới, một cái khung lưới nhỏ trong đó để cho nó giữ cho cái mạch máu nó không có co lại và nó không nghẹt thêm. Thì đó gọi là stent, tức là vừa thông và để stent. Nhưng mà nếu một cái người bị nhiều trên 3 nhánh đó, thì thường thường người ta không có thông được, thì những người đó phải qua giai đoạn thứ hai, tức là phải giải phẫu. Giải phẫu để mà làm cái mạch nối, tức là những cái nơi nào nghẹt đó họ sẽ sử dụng những cái mạch máu bằng cái tĩnh mạch ở dưới chân hay là một nơi khác, họ dùng cái tĩnh mạch đó họ nối cái cầu qua để cho cái mạch máu. Thí dụ chúng ta thấy có một cái ống như thế này thì nó nghẹt 100% thì máu qua không được, thì mình cũng không có sửa được, mình đâu có thể cắt ra mà nối lại được. Thì mình làm cái cầu dòng như thế này thì gọi là bypass. Tức là mình nối mạch máu, máu của chính người đó dòng qua thì nó cung cấp lại được cái mạch máu cho nó. Giống như cái đường đi mình nghẹt, bây giờ mình đi không có đường chính đi không được, giờ đi vòng qua thì có cái đường nhỏ đi vòng qua. Hiện nay trong y học thì người ta phân biệt rất là rõ ràng, nếu mình mạch máu mà nó nghẹt trên 75% thì người ta sẽ thông. Nếu mà dưới 75% thì thường người ta cố gắng cho uống thuốc. Uống thuốc với cái liều mà để hạ cholesterol, cái liều cao, để hy vọng là cái mạch máu nó không có nghẹt thêm. Rồi trường hợp số 3, nếu mà mạch máu nhiều hơn 75% mà trên quá nhiều nhánh thì thường thường phải giải phẫu thôi. Giải phẫu tức là mở lồng ngực ra. Mở lồng ngực. Thì thực sự nói mở lồng ngực thì mọi người sẽ rất là sợ hãi. Nhưng mà thực sự hiện nay có những phương pháp mới, thay vì mở lồng ngực ngay giữa ngực này, tại vì phải đi thẳng vào trong tim. Và bây giờ có phương pháp gọi là mini, tức là họ cắt nhỏ thôi. Họ cũng đi vào trong lồng ngực được và họ có thể giải phẫu được mà không phải cắt mảng cái lồng ngực như cái phương pháp xưa nữa. Cái kỹ thuật càng ngày càng tiến bộ và người ta hy vọng là trong tương lai người ta dùng robot, tức là người máy đó. Người máy đó thì ở ngoài điều khiển thôi. Thì người máy cái kỹ thuật nó chính xác hơn. Và đỡ đau đớn hơn. Không có can thiệp quá sâu. Cái chỗ mổ nó cũng nhỏ hơn. Vâng, thưa bác sĩ, một khi mà mình bị đột quỵ tim rồi đó, cái tỷ lệ phục hồi có 100% không? Thực sự một cái chấn thương đối với tim thì cái phục hồi nó không 100% được. Một cái người mà đã bị nghẹt một cái mạch máu tim dù là được thông rồi, họ vẫn ở trong cái nguy cơ là vẫn có thể bị nghẹt trở lại. Và nghẹt những cái chỗ khác nếu mà thực sự họ không có chú ý chuyện về dinh dưỡng hay là theo dõi thuốc. Và những người mà bị đột quỵ tim thường thường họ có một cái nguy cơ thứ hai là cái đột quỵ trên não. Tại vì hệ thống mạch máu não và tim nó giống nhau. Ra những cái người mà thường thường bị đột quỵ tim cũng sau cùng cũng có một cái đột quỵ khác là trên não. Thưa bác sĩ, đó là cái tỷ lệ tái phát. Còn với một người vừa bị đột quỵ tim mà được cứu khỏi đó, thì họ có trở lại chức năng bình thường như là một người bình thường không, hay là có bị thiệt thòi, có bị gọi là tàn phế cái, một cái điểm khiếm khuyết nào không? Thực sự nếu mà họ được chữa, tức là họ được thông, thì họ vẫn sống như người bình thường. Chỉ có một cái điều là họ phải kiêng cử tất cả những cái điều mà cần thiết để mà cho cái xác suất và cái nguy cơ để bị trở lại nó ít đi. Họ sẽ ăn uống phải rất là kỹ, họ phải uống thuốc rất là đều và họ uống thuốc cholesterol, hầu như là uống thuốc có thể rất là lâu dài. Tại vì cái khuôn nước hiện nay là những người mà bị nghẹt mạch máu tim hay là bị đột quỵ do não gì, người ta sẽ cho uống thuốc cholesterol và kiêng ăn hầu như là cái phần còn lại của đời của họ. Một lần nữa Trà My xin chân thành cảm ơn bác sĩ Trần Văn Sáng đã góp thời gian và những thông tin bổ ích cho chương trình ngày hôm nay.
Dạ, xin cảm ơn Trà My và một lần nữa xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.